Từ từ, từ từ thôi. Chủ tịch hãy uống thêm chút đi. Nước. Đúng rồi. Bây giờ tôi thấy như được sống lại vậy đó. Hình như là có ai về. Hả? Là con dâu của chủ tịch. Sao một người đang đi làm lại về nhà vào giờ này vậy chứ? Chúng ta làm sao đây? Nè, mau vào phòng của tôi trốn đi hả? Một chút thôi mà. Ba ngủ sao? Vậy vậy trời ơi, chân của tôi, trời ơi. Chủ tịch bị thương sao? Không sao, không sao, tôi không sao đâu mà. Con về rồi thưa ba. Làm sao bây giờ? Còn làm sao nữa, trốn vào phòng của tôi ngay đi. Nhìn lên. Trốn đâu bây giờ? Trốn ở đâu đây? Nè, 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 nhanh lên. Vào đi, vào đi. Vào đi. Ba ngủ rồi sao ba? Không phải đâu. Không phải, không phải. Phải nói là ngủ rồi chứ. Đúng rồi. Ba đang ngủ đó. Một người đang ngủ sao trả lời được? Điên mất thôi. Con dâu xin phép vào một chút. Đúng rồi, mau lên. Mau lên đi. Mau lên. Ba thấy trong người sao rồi ba? Ba chịu được mà. Sao ba lại thở gấp vậy? Là gì ạ? Ba ho hơi nhiều thôi. Nhưng mà sao con lại về vào giờ này vậy? Không có cô giúp việc mà. Con về để làm bữa trưa cho ba. Con sẽ nấu súp thịt bò thật ngon cho ba. Ba hãy đợi con một chút nha. Được rồi. Dạ. Trời ơi, sao nữa vậy? Con mang ly nước ra ngoài thôi. Ôi trời. Tôi cứ nghĩ là mình sắp tiêu đời tới nơi rồi. Sao ngày cười hả? Là bởi vì tôi được cùng cô Ban đắp chung một cái mền nên là tôi thấy rất vui đó. Sao một người đứng đắn lại có thể nói ra mấy lời như thế này? Tôi xin phép về nhà. Nè, con dâu lớn của tôi đang ở ngoài đó, làm sao mà cô về được? Hãy đáng đợi thêm một chút đi mà. Đúng thật là khó xử muốn chết. Con đã về rồi đấy. Cậu đã đi làm về rồi sao? Hôm nay tôi hơi mệt đó. Tiết dạy thì lại kéo dài nữa. Nên tôi tăng làm sớm. Bây giờ chị định đi làm hả? Dừng, hôm nay tôi làm ca chiều mà. Tôi đưa chị đến nhà tắm hơi nha. Đi có chút xíu là đến mà. Cậu mau vào nhà nghỉ đi. Dạ. Alo. Dạ, tôi là vợ của anh Choi Manh Ho đi. Bệnh viện sao? Là bệnh viện nào vậy? Dạ, bây giờ tôi sẽ đến đó ngay đi. Dạ. Có chuyện gì vậy chị? Họ nói là anh ấy bị ngất xỉu nên đã được đưa vào bệnh viện rồi. Là bệnh viện nào vậy? Là bệnh viện Đông Hô. Hả? Anh Manh Ho à? Này chị à? Anh Manh Ho này, nè, có chuyện gì với chị Gâm Hy vậy? Anh Manh Ho bị ngất xỉu đó cho nên được đưa vào bệnh viện rồi. Gì? Tôi vào bệnh viện xem rồi gọi cho cô sao? Chị Gâm Hy à? Nè, cùng đi đi, em chờ tôi với. Cho hỏi chồng của tôi, không, anh Choi Manh Ho ở phòng nào vậy? Nghe nói anh ấy ngất xỉu và được đưa vào đây để cấp cứu. Mình à? Đừng lo mà, anh không có bị sao đâu. Chảy máu. Anh bị thương ở đâu à? Không có gì đâu, lúc làm bị trượt ngã thôi. Anh Choi Manh Ho. Dạ. Anh cứ nằm thoải mái đi, dạ, không sao đâu.
Kết quả CT cho thấy anh bị chấn động não. Chấn động não sao? Dạ phải. Không biết là anh có bị ù tai hay là bị chóng mặt hay không? Dạ, tôi có hơi chóng mặt một chút, với tôi thấy buồn nôn nữa. Chóng mặt hay là buồn nôn chính là triệu chứng hay gặp của bệnh nhân đã mắc phải chứng chấn động não. Tôi nghĩ là anh cần phải nhập viện mấy ngày để chúng tôi theo dõi và kiểm tra kỹ hơn nữa. Tôi phải nhập viện sao? Nếu như ngắn thì khoảng 2-3 tuần, còn dài thì có thể lên tới mấy tháng. Trước mắt hãy nhập viện nghỉ ngơi 4 ngày để chúng tôi kiểm tra và điều trị. Nghỉ ngơi đi. Cảm ơn bác sĩ. Được rồi. Nhập viện gì chứ, tôi rất khỏe mạnh mà. Cho tôi xuất viện đi. Anh đừng như vậy mà, anh hãy nghe lời của bác sĩ đi ha. Tiền viện phí đâu có ít đâu, nhập viện làm cái gì? Bây giờ viện phí quan trọng hơn sao? Anh biết sức khỏe của mình, anh rất là khỏe mạnh. Anh nói anh bị chóng mặt với buồn nôn. Không đâu, không đau gì đâu. Mình à, mạng sống mới quý giá nhất, bây giờ còn lo đến tiền sao? Anh nói thật mà, không có sao đâu mà, em đừng có lo. Làm ơn đi mình à, nghe lời em nói. Nếu anh không chịu điều trị thì em cũng sẽ không nhìn mặt của anh nữa đâu. Em nói như vậy không phải là đe dọa anh đâu nha. Nếu anh không nghe lời em sẽ bỏ đi cho anh coi. Em sẽ bỏ lại anh rồi trốn biệt tích ở một nơi không ai tìm thấy. Sao chị lại khóc như trẻ con chứ? Anh cũng thật là, tại sao anh lại làm cho chị khóc như vậy chứ? Anh biết rồi, anh sẽ điều trị như em nói, cho nên là em đừng có khóc. Chúng ta sẽ gặp người đứng nhất dòng trước, anh Kim Uche, trong chương trình này. Xin chào anh. Dạ, xin chào cô. Dạ, một mình anh giành vị trí dẫn đầu với 6 điểm. Bây giờ anh có cảm giác như thế nào, xin cho biết ạ. Bởi vì đây là trận cuối mùa giải nên tôi đã tập trung và cẩn thận hơn rất nhiều. Chắc là nhờ vậy mà có kết quả tốt. Ở giữa trận tôi có chút không ổn định, nhưng may mắn là tới phút cuối tôi đã kết thúc trận đấu này thật tốt. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng hết sức mình để thi đấu thật tốt hơn nữa. Anh Uche thật sự rất xuất sắc. Kim Uche, Kim Uche. Nhìn anh ấy trên tivi còn ngầu hơn nữa. Mà không, sao lần nào cũng là mình gọi trước vậy kìa? Vậy nên anh Uche mới coi thường mình. Nhẫn nại, nhẫn nại Nahiri. Nè bên kia. Dạ giám đốc. Mọi người không về hả? Đây là thư mời cho các cổ đông. Vì thay đổi thời gian nên chúng tôi đang dán lại bâu thư. Ý, nhiều như vậy mà phải dán từng cái một sao? Chúng tôi phải làm đêm thôi. Ôi trời ơi. À, mọi người cứ để đó rồi đi về đi, vì có người làm thay rồi. Alo, tôi đây. Cô đến phòng marketing ngay đi. Tôi đã về tới nhà mất rồi đó. Ôi trời, chưa gì mà cô đã về rồi. Nhân viên mới mà về sớm như vậy hay sao chứ? Vì phu nhân nói tôi về đi nên tôi đã đi về. Đừng có nói nhảm nữa. Trong 30 phút nữa cô phải tới phòng marketing nghe chưa? Ôi trời, rốt cuộc cô ta bực bội chuyện gì mà lại hành hạ người khác vậy hả? Hả? Tôi tới rồi. Sao không để con cô ở nhà đi? Vì ở nhà không có ai trông bé hết đó. Ôi trời, cô cũng lắm chuyện quá ha. Cô chỉ cần dán cái này vào đúng ở đây là được rồi. Đừng có dán lệch chỗ khác đó, hiểu chưa? Nhưng mà mình tôi phải làm hết đống này hay sao? Chứ không lẽ tôi làm hả? Khi cô làm xong nhớ tắt đèn rồi dọn sạch chỗ này nghe chưa? Cô làm được mà, đây nè. Cô sẽ làm được. Cố lên. Tiếng gì vậy? Trời ơi, giỏi lắm. Anh nhìn không thấy hả? Tôi đang làm việc nè. John Mu cũng tới nữa sao?
Dồn mu ngày càng mũm mĩm ra đó nha. Nhưng mà sao giờ này cô còn đưa con tới làm việc vậy hả? Giám đốc Nahiri đã gọi tôi đó. Gì? Cô ấy nói tôi phải làm hết chỗ này nè. Đó. Nhiều như vậy sao? Đúng. Sao vậy hả? Anh sẽ giúp tôi chứ. Lại nữa, cô lại định bóc lột tôi nữa đó hả? Ê trời, cái này đây nè. Ở đây nè. Cái này dán ở đây là được rồi. Ta ta ta. Cố lên.